Khai thị chuyên đề 1200 đề tài của Hòa Thượng Tịnh Không. Đề tài 131: Phật Pháp giúp người chuyển phàm thành thánh. Học Phật phải làm một cuộc thay đổi lớn 180 độ. Chuyển ác làm thiện, thuần thiện, chuyển mê thành ngộ, đại triệt đại ngộ. Chuyển phàm thành thánh, đại thánh không phải tiểu thánh. Thân là vì tất cả chúng sanh phục vụ, thân chiếu thế gian. Ý là ý niệm, niệm niệm là vì chúng sanh. Mỗi giờ mỗi phút đều nghĩ làm thế nào để giúp đỡ chúng sanh, làm thế nào để giúp đỡ xã hội này. Ý chiếu thế gian, miệng là ngôn ngữ, miệng nói pháp giáo hóa tất cả chúng sanh. Phật Bồ Tát thị hiện ở thế gian tạo ra nghiệp. Cái nghiệp này không giống như cái nghiệp thông thường như chúng ta. Cái nghiệp này ở trong Phật Pháp bất đắc dĩ mà gọi cho nó một cái tên là tịnh nghiệp. Phàm phu trong đây có vọng tưởng chấp trước là nhiễm nghiệp. Các vị phải nên biết nhiễm và tịnh là ở nơi ý, không ở nơi thân khẩu. Thân khẩu là công cụ thuần túy, không có thiện ác. Cũng giống như là truyền hình hiện tại của chúng ta vậy, như máy ghi hình vậy. Nó là công cụ, nó không có thiện ác. Nếu bạn mở ra những chương trình thiện thì nó tạo ra việc thiện. Nếu bạn mở ra chương trình ác thì nó tạo ra việc ác. Bản thân nó không có thiện ác. Thân khẩu là công cụ thuần túy, thiện ác là ở trong ý thức. Tâm của bạn thiện, ý niệm thiện, thân khẩu của bạn tạo ra đương nhiên là nghiệp thiện. Tâm bất thiện, ý niệm bất thiện thì thân khẩu tạo ra chính là nghiệp ác. Tổ sư đại đức của tông môn giáo hạ thường nói, tu hành phải từ nơi căn bản mà tu. Căn bản ở chỗ nào vậy? Căn bản ở nơi ý, ở trên ý niệm. Giáo học của Phật Bồ Tát cũng chú trọng đặc biệt ở ý thức. Chỉ có ý thức mới có thể giác ngộ, có thể buông bỏ vọng tưởng, phân biệt chấp trước, có thể chuyển ác thành thiện. Chuyển ác thành thiện là Phật giáo hóa chúng sanh ở tầng thứ nhất. Giai đoạn thứ nhất, chúng sanh chưa giác ngộ, đối với chân tướng sự thật chưa rõ ràng, chưa tường tận, thì trước tiên giáo hóa họ đoạn ác tu thiện. Tiêu chuẩn của thiện ác chính là thập thiện nghiệp đạo mà trong nhà Phật thường nói. Ở trên kinh Phật nói ra cái tiêu chuẩn này. Về sau chúng ta đọc qua sách của các tôn giáo khác, kinh Koran của Hồi giáo, Tân Cựu Ước của Thiên Chúa giáo, Kitô giáo, Áo Nghĩa Thư của Ấn Độ giáo, gần như sách của các tôn giáo, tiêu chuẩn thiện ác đều là giống nhau. Bạn có thể đoạn ác tu thiện, không chỉ Phật Bồ Tát hoan hỷ, Phật Bồ Tát hộ niệm. Ngày nay tôi có thể nói như vậy, Thượng Đế, Thánh Thần trong các tôn giáo đều hoan hỷ, đều hộ niệm. Như vậy vì sao không làm được chứ? Tổ sư đại đức xưa khuyến khích chúng ta học Phật nhất định phải tin tưởng giáo huấn của Phật. Phàm hễ tiếp xúc giáo huấn của Phật, chúng ta không nên vội tin. Lời nói này của họ rất có đạo lý. Bao gồm thần minh trong tất cả các tôn giáo đều nói như vậy, đều giống nhau. Phật Pháp thì khác với các tôn giáo, tầng thứ của nó sâu hơn. Đó là giúp người chuyển mê khai ngộ, chuyển phàm thành thánh. Đây chính là chỗ siêu việt hơn các tôn giáo khác. A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.